lên chất không? Chúng tôi xin thông báo đã hết giờ quy định tắm biển, yêu cầu du khách lên bờ. Đã hết giờ quy định tắm biển để đảm bảo an toàn cho du khách. Bạn nhé, chỉ có 3 mét giây thôi nhé. Chúng tôi xin thông báo đã hết giờ quy định tắm biển, yêu cầu du khách lên bờ. Đấy, giờ lên chất chưa ạ? Chúng tôi xin thông báo đã hết giờ quy định tắm biển, yêu cầu du khách lên bờ. Đã hết giờ quy định tắm biển để đảm bảo an toàn cho du khách, yêu cầu du khách lên bờ. Chúng tôi xin thông báo đã hết giờ quy định tắm biển, yêu cầu du khách lên bờ. Chúng tôi xin thông báo đã hết giờ quy định tắm biển, yêu cầu du khách lên bờ. Đã hết giờ quy định tắm biển để đảm bảo an toàn cho du khách, yêu cầu du khách lên bờ. Chúng tôi xin thông báo đã hết giờ quy định tắm biển.